Mới đây thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn gửi đến các bộ ngành về việc góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 16 quy định về việc kiểm định xe cơ giới. Đối với dự thảo này, việc đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô mới sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đa số người dân đều đồng tình với chính sách này. Theo dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải, xe ô tô mới sản xuất, lắp ráp chưa qua sử dụng có năm sản xuất không vượt quá một năm được miễn kiểm định lần đầu, đồng thời được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định để lưu hành. Dư luận cho rằng dự thảo này là rất thiết thực bởi nó hướng tới quyền và lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp. Nếu như nhà nước mà bỏ cái quy chế mà quy định đăng kiểm lần đầu thì sẽ tốt cho người dân mình rất nhiều, và bớt nữa là cái phần thứ hai bớt nữa là anh em đi tới lui chờ đông quá, đi từ sáng tới chiều tối mà có được một chiếc xe rồi là thêm là bớt chi phí được cho người dân. Quan điểm của mình thì thấy nếu mà bỏ cái đăng kiểm lần đầu thì nó cũng hợp lý thôi, thì nó thấy người ta đã qua kiểm định hết rồi mà xe mới mình phải đi kiểm định lại nữa. Theo các chuyên gia, các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh tại các nhà máy đều phải thực hiện kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng và phải được cấp phiếu kiểm tra chất lượng theo quy định. Như vậy, về mặt kết cấu xe, các điều kiện an toàn và bảo vệ môi trường đều đã đạt thì không nhất thiết phải đăng kiểm để lấy giấy chứng nhận kiểm định lần đầu. Cái nghị mà tiến tới bỏ cái đăng kiểm lần đầu đối với xe lắp ráp mới thì ở đây đối với doanh nghiệp thì bên đơn vị đăng kiểm thì nói chung cũng rất là ủng hộ, tại vì hiện nay nói chung là những cái phương tiện mới khi mà tới xếp hàng mà để mà đăng kiểm thì nó mất nhiều thời gian quá, cho nên là cái này nó cũng rất là phù hợp, tại vì cái phương tiện ra đạt chất lượng khi mà xuất xưởng hết rồi. Theo tính toán, số tiền mà chủ phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu tương đương từ 250 đến 570.000 đồng một xe tùy từng loại. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia năm 2022, toàn quốc có trên 548.000 xe ô tô đăng ký mới phải thực hiện đăng kiểm lần đầu. Nếu dự thảo này được thông qua, mỗi năm có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp. Tình trạng quá tải trong đăng kiểm cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Thưa quý vị, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D có trụ sở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội về hành vi nhận hối lộ. Các bị can bao gồm Lê Thành Trung là giám đốc trung tâm, Quang Tuấn Anh, phó giám đốc cùng với 3 đăng kiểm viên và 1 đăng kiểm viên đã nghỉ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2015 đến năm 2022, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2907D Lê Thành Trung và phó giám đốc Quang Tuấn Anh đã bàn bạc thông đồng với cấp dưới bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường, lỗi về đèn, phanh, khí thải và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc quán cải cẩu để nhận tiền từ khách hàng từ 100.000 đến 200.000 đồng một xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng được các nghi phạm chia nhau theo tỷ lệ. Hà Nội có tổng số 31 trung tâm đăng kiểm xe, hiện chỉ còn 7 trung tâm đang hoạt động. Chiều nay ngày 8 tháng 3, Công an phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố Thủ Đức tiến hành điều tra, xác minh yếu tố cờ bạc khi phát hiện tại một câu lạc bộ tổ chức cho nhiều người thi đánh bài poker không phép trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 3, đoàn liên ngành phường Thảo Điền phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra cơ sở Access Poker trên đường Quốc Hương. Tại thời điểm kiểm tra, thì lực lượng chức năng phát hiện có 13 bàn chơi bài poker đang hoạt động, có 61 người chơi cùng 13 nhân viên và một số người khác. Số tiền cơ quan chức năng thu giữ hơn 40 triệu đồng, chưa thống kê tiền tip. Đoàn liên ngành đã lập biên bản các lỗi như là tổ chức giải thi đấu thể thao không đúng thẩm quyền, không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp, tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận, không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo. Được biết, cơ sở này đã 2 lần gửi hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân phường xin công nhận câu lạc bộ thể thao Access Poker nhưng không được phường công nhận. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng sạt lở tại tuyến bờ biển thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra trong nhiều năm qua, gây thiệt hại và làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều hộ dân cũng như các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chưa năm nào mà ngay sau Tết Nguyên đán, tình trạng sạt lở lại diễn biến phức tạp như những ngày vừa qua. Chỉ sau một đợt gió mùa Đông Bắc, đây là những gì còn lại của 5 ngôi nhà ven biển tại khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tất cả đều như một đống đổ nát và có thể bị cuốn phăng ra biển bất cứ lúc nào.
Bữa hôm thì nước lớn, rồi em dẫn mấy đứa nhỏ lên đi thuê trọ ở trên Ngắm Chao á, mà tầm 2 giờ chiều, cái bà chị và ở đây bỏ điện lên, mấy đứa nhỏ của em sụp rồi. Thì tầm 2 giờ mấy là em chạy về, cũng chỉ chạy về hơi ở trong, khi cũng được mấy cánh cửa chứ mấy, còn tại vì sụp nháy nhanh quá, nước cũng trâu hết, em không trình được gì hết. Trước khi đánh tan nhà ở, toàn bộ nhà lưu trú cho khách du lịch, quán ăn ở khu vực này đều đã cuốn trôi ra biển từ năm ngoái. Sạt lở, trồng sạt lở, thiệt hại của người dân nơi đây đã quá nặng nề. Hồi xưa mình cũng chứng kiến bệnh lỡ, nhưng mà năm ba năm thì mới có một lần. Lỡ vô thì cũng là vừa mát thôi, rồi mùa hè không bầu đó lệ, chứ không có cảnh tượng như cái năm 2023 nên lỡ khiếp luôn, lỡ mà không tưởng luôn á. Hiện nay, nguyên nhân ban đầu của tình trạng bờ biển địa phương bị xâm thực, nhà cửa đổ sập là do tuyến đê ngầm chắn sóng chưa được triển khai đến vùng biển địa phương, trong khi các khu vực lân cận đều đã có đê kè chắn sóng. Mong nhà nước hỗ trợ kè lung thêm lên để cho giữ khu vực có dân, kè rồi đổ là có như chỗ boutique, tại vì để tụi em nó an toàn cho tụi em về với cho phép tụi em là xây dựng lại. Năm nay là tỉnh sẽ tiếp tục triển khai cái dự án kéo dài cái tuyến đê ngầm về phía bắc kết hợp với bơm cát tạo bãi. Còn Hậu An thì sẽ hoàn tất thủ tục để xúc tiến cái kè bờ từ Bà Tám Tân Mỹ đổ về phía bắc. Thì khi mà khởi công thi công hoàn chỉnh được những cái hạng mục này thì cái vị trí đó có lẽ là nó sẽ ổn hơn. Chị Hương, chị Loan quyết định vẫn sẽ dọn dẹp che chắn để tiếp tục ở tạm đây, dẫu biết đối mặt với nguy hiểm nhưng điều kiện khiến họ không có sự lựa chọn khác. Mỗi ngày trôi qua với những người dân nơi đây đồng nghĩa với việc họ phải sống với tâm trạng thấp thỏm, lo âu và chờ đợi. Thưa quý vị, trước những yêu cầu mới về chất lượng của thị trường nhằm khẳng định thương hiệu nông sản Việt, một bộ tiêu chí mới trong chương trình Mỗi xã phường, một sản phẩm đặc sản OCOP của Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã chính thức được Chính phủ ban hành. Sáng hôm nay, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp báo công bố chính thức bộ tiêu chí này. Theo đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, quyết định số 148 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP sẽ chính thức thay thế quyết định số 1048 trước đây. Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP cũ chưa bao hàm đầy đủ các sản phẩm nông sản thực phẩm. Một số sản phẩm chưa được đưa vào phân nhóm và có phiếu đánh giá như tổ yến, các sản phẩm từ tổ yến, tinh dầu. Bên cạnh đó, trong bộ tiêu chí mới lần này sẽ bổ sung một số tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và khai thác các giá trị văn hóa của sản phẩm OCOP, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, sẽ nâng cao vai trò của cấp huyện, địa phương trong việc thẩm định chất lượng đối với các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Một nội dung được nhiều người quan tâm liên quan đến yếu tố kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn khi ban hành tiêu chí mới xuống cấp huyện và việc phát triển theo quy mô nào cho sản phẩm OCOP thời gian tới. Đại diện Bộ Nông nghiệp cho biết, bộ tiêu chí đã tổng hợp toàn bộ các yếu tố để có thể kiểm soát những vấn đề trên. Trong quyết định của Thủ tướng nêu rất rõ là trong hội đồng đánh giá sản phẩm của cấp huyện thì bắt buộc phải có thành phần của 4 sở liên quan của cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và 4 nữa là một sở chuyên ngành, tức là cái nhóm sản phẩm đấy ở lĩnh vực của sở nào quản lý nhà nước, thành phần của sở đấy tham gia vào hội đồng đánh giá cấp huyện. Thái Lan bây giờ họ có là 270.000 sản phẩm, đúng không? Chúng ta mới chưa được 10.000 sản phẩm, rất ít, nhỏ bé. Trong khi đó là gì, dư địa của chúng ta để phát triển các sản phẩm OCOP như chúng tôi có phân tích là gì, là không thể đếm được. OCOP sẽ tiếp tục là gì, điều chỉnh bổ sung phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP đã lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ rộng khắp ở tất cả 63 trên 63 tỉnh thành, thành phố với 8.689 sản phẩm OCOP. Thông qua chương trình OCOP, nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, đặc biệt là bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, hình thành nhiều sản phẩm OCOP gắn với vai trò như một đại sứ, truyền tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng miền.